Không có bao nhiêu tiền mà mình làm được cái đó mà có tượng mẹ là mẹ đó. Mẹ không có cần phải ở những cái lâu đài cung điện nguy nga gì đâu. Mấy đứa nó vào đọc kinh á, để mấy chai nước nhỏ nhỏ nhiều, để cho người nào mà bị bệnh bị gì cả nấu. Ở trong cái luật của thiên nhiên á, khi mà tay của thiên tử mà làm cái gì á, thì cái đó đều là của thuộc về của property của trời. Thiên vụ đặt cái này ra thì cái này là thánh địa. Còn người tham đặt nghĩa là làm thôi, không có linh thiêng mấy gì chưa chắc tới, thích thì tới, không thích thì không có tới, không có thuộc về bảo quản của thiên đình. Còn cô làm gì á là nó của thiên đình. Thì mưa nó cũng có hay của trời mưa ha. Đây rất là đẹp, à, còn là cái lá cờ viên băng á, cái hồng treo cũng là cái này dựa lên này, à, đó là viên băng này nè, treo trên đầu, đặt chặt thì nó quan trọng á, tại vì nó đặt vô mắt của ta thì phải tới. Ủa thì mấy con cứ ngồi đi, mình ở đây chừng có 50 phút mình đi rồi là đuối. Chết cha, qua cái này gặp cái đôi giày thấp nên là chắc lên bị chửi nữa. Rồi tụi nó mà đi, bộ từ chút luôn á. Qua cái đôi giày này lên nó chửi một tiếng. Hả? Thầy xin lỗi nha, mình đang đi du lịch. Đấy, cái đôi giày này nó không có đế, nó không có đau chân, tại nó chân đi nhiều quá nó bị đau á, cho nên nó lột lọt, nó giống như đôi này á, không có cái đế, không có đau. Thế bị chửi tiếp, không đau chửi nhiều rồi, chửi tiếp, chửi là cái này cái cuối cùng của mình luôn trần, ai chửi thì cứ việc chửi thở mày cắt cho nó ổn, ai chửi thì cứ chửi tự do thoải mái. Bồ Tát không có biết giận là gì hết, Bồ Tát chỉ có thương thôi. Đó là cái vụ than thở với cha đó. Cái này mình nói chuyện Uber đi không? Cái mấy vị mới nói là sư phụ, cái kim thân nó ngồi trên thiên đình 3 ngày, bắt mấy cái quạt đi lắm, có cảm nhận. Còn có 3 ngày thôi mà dưới trái đất này là mấy chục nghìn năm từ thời tạo thiên lập địa, chứ thời nay là thời cuối cùng tổng sổ, là thù lập cái đạo để đưa hết 9 tỷ ức linh căn về trời, và đã lập ra nhiều cái hệ thống tổ chức cho nhân loại, cả đường xá và cả về sức khỏe y tế như vua Thần Nông. Từ đường xá là lúc sư phụ làm vua Tần Thủy Hoàng, rồi mở mang vào cõi nước Việt, rồi lập ra những cái truyền thống vật cường tổ chức và tạo ra cái DNA là con rồng cháu tiên cho nước Việt đó. Thì cho nên nước Việt dầu do bị ăn hiếp cỡ nào 1.000 năm đô hộ giặc Tàu cũng không có bị mất. Còn những cái quốc gia khác nó chỉ cần mấy chục năm thôi là nó xóa sổ rồi. Như Tây Tạng rồi nó bữa giờ bị Tàu lấy có mấy chục năm thôi, giờ cũng như là gần bị xóa sổ.
kiếp này kiếp cuối cùng cha đã ấn định 3 lần rồi. Rồi sau khi thụ rời khỏi quả địa cầu sẽ có một cái nhiệm vụ rất là lớn khác. Tắt luôn cái này đi, thụ nghe ồn ào quá. Rồi này đâu có cần quạt, quạt vào trên trời đâu quạt trên này đâu. Hồi đi hoạt trên trời thì nó đâu có liên quan tới người ta ngồi dưới này. Hoặc là chủ yếu là đi thẳng thôi mọi người. Dạ, dưới này có 3 cây nữa. Còn khi nói chuyện đó, mà quay phim đó, nó quan trọng hơn là mấy cái chuyện comfortable, thoải mái của mình. À, mình chịu nóng một chút nhưng mà nó không có bị tiếng ồn á. Khi người ta nghe tới nghe lui mà cái mấy cái clip nó nghe cả ngàn lần đó, người ta khó chịu lắm. Mình cứ nhìn cái lớn mình bỏ cái nhỏ. Nghe tiếng ve sầu rồi nói vui. Hồi nãy là mẹ hiện về tại Thiên Long Giang, ở trong đó có mười mấy hai chục đứa làm chính. Mẹ nói mấy cái bạn, mấy cái tổ chức gì của Thiên Long Sơn á thì cứ mang về đây treo làm mấy cổng. Tại lúc đó là sư phụ thỉnh mẹ để mà về hỏi ý là có nên về tượng mẹ đi về cái nhà mình mới mua hay không. Thì mẹ nói ở đây đi rồi cho người ta lên đây đọc kinh, còn ở bên kia thì là cái nhà khách. Nhà khách là để đệ tử xa gần về đó ngủ. Tại đó nó có 4 phòng đó. Đứa nào ở khắp thế giới ai muốn về Thiên Long Giang ngủ thì nó có cái nhà đó. Mình nói chuyện á là mình lên cái sàn này nói, trời nắng trời mưa quanh năm bốn mùa mình dùng cái sàn này để mà mình sinh hoạt ngay nơi này. Cái này đặt tên là gì vậy Long? Con chưa đặt, sư phụ đặt đi. Sư phụ đặt đi cho. Con là tên Long phải không? Sư phụ đặt là Long Sàn. Từ đây chỗ này gọi là Long Sàn tại nó làm cái tên Long. Còn mình lên đây á, mình qua Hilton đó mà mình có cái này giống như là vua rồi. Ủa bên trong đó mình cũng Long Sàn. Đâu phải Long Giang. Long Giang. Cái này là Long Sàn, có kia là Thiên Long Giang. Thiên Long Sàn. Thiên Long Sàn còn đây là Long Sàn. Cái Long. Không có chữ Thiên. Tại vì cái này Long Sàn này á, cái này giống Long Sàn, con bỏ sleeping bag con ngủ qua đi được luôn á. Dạ. Đâu có rắn rít gì lên này đâu. Cái này mà dang dỏng ngủ cũng được luôn. Là đã luôn á. Người ở Houston á có đại phước mà họ chưa có nhận ra được. Có cái mỏ kim cương rất là quý báu tại Thiên Long Giang. Mỏ kim cương á nhiều lúc cũng không quý bằng cái này. Tại kim cương á giỏi lắm mà con lấy cục con bán con xài con ăn rồi cái thời gian cũng chết cũng bỏ lại. Còn cái này á mình mỗi ngày mình vô đây mình sinh hoạt, mình được tâm an bình, mình có những cái người bạn đạo biết đọc kinh, biết thờ Thượng Đế. Ta là những người hiền đi chung với mình xung quanh, không có làm cho mình bị sân hay nhức đầu hay là bị này bị kia. Còn hơn là ở ngoài Bel Air thì gặp toàn là mấy người hung dữ, mình phải tranh đấu, là mình phải suy nghĩ cách nói lời chuyện lời, mình nhức đầu. Còn khi vô trong này là tất cả ai cũng giống ai, không có ai làm ai nhức đầu gì, tâm ai cũng là hướng về Thượng Đế hết. Và một cái nơi này là một cái nơi gọi là công cộng, một cái nơi không có vụ lợi, không có tiền ở đây. Ở đây Thiên Thánh Kiệt này là chỉ người trải đường đi trước, chỉ hướng. Và không có thời giờ ở đây thì có Long với Trang và những người anh em ở đây giúp. Thì những người này là Bồ Tát sống để mà độ dân Houston đang lặn hợp trong cái bể khổ mỗi ngày. Sáng thức dậy bị stressful, rồi tương lai mù mịt cũng chẳng biết mình đi đâu. Con cái thì không nghe lời, cha mẹ giàu có cũng chưa chắc sung sướng.
rồi cứ tổ chức ăn uống rồi họp mặt rồi khi buổi tiệc tàn thì u sầu lại trỗi dậy lên lại, rồi ngày nào cũng cầm cái điện thoại bấm bấm coi có ai gọi mình không, không ai gọi mình thì mình lại buồn tiếp, sống một cuộc đời ngày qua ngày, rồi đến khi bệnh nó trổ ra đi khám bác sĩ thì lúc đó chúng ta sẽ một là người tốt đó nghe, mà là tái sanh làm người. Còn người mà tánh ích kỷ sẽ là ngạ quỷ, còn người mà sân si hung dữ sẽ đầu thai thành súc sanh. Chỉ có Thiên Long Giang á, là về đây khi chúng ta bỏ xác phàm chúng ta sẽ thành tiên, thành Bồ Tát, thì ở ngoài Beo Le sẽ thành những cái súc sanh, ngạ quỷ và cửu quyền. Đó là mình nói đa số những cái người không biết tu tập sẽ đi vào ba đường đó, gọi là trong cái lục đạo luân hồi sanh tử. Còn vô Thiên Long Giang, Thượng Đế đang ngự ở đây, mẹ đang ngự ở đây, mẹ Phật Mẫu là mẹ của tất cả các Phật, có kinh Thiên Tâm và một cái đạo mới là do con trời khai sáng, đó là Thiên Thái Tử Thiên Hoàng xuống để lập đạo. Mà mình không nương theo để mà mình đi về trời, vậy một mỏ hột xoàn khổng lồ quan trọng hay là đi về trời quan trọng, các quý vị cứ cân nhắc nha, cái so sánh đi, coi lời nói của mình cái nào á đúng thì nghe, còn không đúng á thì cứ lên đây cứ việc chửi thoải mái. Tại Bồ Tát xuống trần á chỉ cần cái tâm thôi, chứ không có cần một sen một cắt nào của ai hết, và cũng không có kêu ai làm những cái chuyện gọi là không đúng hết. Khi quý vị sầu não thì gặp Thiên Tấn Việt này sẽ hết sầu não. Khi quý vị bị rắc rối trong cuộc đời, chứ gặp Thiên Tấn Việt này sẽ không còn rắc rối trong cuộc đời. Khi quý vị không còn những cái nguồn tài chánh để mà thu nhập, gặp Thiên Tấn Việt này, Thiên Tấn Việt này có thể chịu quý vị được, nhưng mà không phải là làm giàu. Tại vì giàu có là do cái phước phần của mình, nhưng mà khi về với cha mẹ không bao giờ để bất kỳ đứa con nào khổ hết. Không tin thì cứ thử, mấy con là chứng nghiệm. Mẹ muốn là có thật là phải giật được đạo, chứ không phải như đạo Phật thì cái gì cũng buông bỏ. Thượng Đế lúc nào cũng muốn thử lòng chúng ta, là cho các con những đứa hội thiên có tài sản, có giàu có sức khỏe, rồi lúc đó mới tu được. Còn nếu mà mình không có những cái căn bản, cái đời sống, cái sắc phạm, làm sao mà có tiền đổ xăng chạy lên đây, làm sao mà ngồi thẳng cái lưng tiếng đồng hồ để ngồi thiền, rồi đọc kinh cũng cả một tiếng nữa rồi lại sám hối nữa, mà cái bao tử đói thì làm sao mà làm được. Cho nên mẹ rất là từ bi hải hà, mẹ lúc nào cũng cho chúng ta một cái cơ hội và cho chúng ta qua những cái nạn lặt vặt, là giống như chúng ta bị phá thai á, ma con rồi cửu quyền đồ bán, rồi bị thầy này pháp sư nọ thư ém để dụ dỗ mình cho tiệm mình đắc, nhưng mà nó chẳng đắc mà nó làm cho vợ chồng tan nát. Ai mà thờ cái bản cái ngày địa thần á mà của của một thầy pháp mà bên Cali á, gọi là anh Bắc á, mà cho đó là phải bỏ ngay lập tức. Những cái gì mà của anh Bắc tặng cho tất cả các đệ tử họ Thiên và những người ngoài, từ cái vật nhỏ xíu cho tới cái bảng mà ngài địa thành á, nó không có hình đâu, phải lập tức bỏ ngay, nếu không á là gia đình sẽ tan nát. Là vì trong đó là bùa chú thư ém không à. Anh Bắc chẳng có lại gì hết, chỉ là một thầy pháp luyện âm binh, luyện ma luyện quỷ. Cho nên tất cả hiêu tinh các con phải để ý, những đứa mà nó bị trúng cái đó rồi á thì nó giống như nó bị block rồi, con nói kiểu nào con không cứu nó được, phải chờ 6 tháng sau những cái âm binh đó, những cái trượt trong người nó ra thì con mới nói chuyện được với nó, còn nếu không á rất là khó nói. Bị trúng bùa cũng giống như bị nghiền xì ke vậy đó, không phải dễ mà hết một ngày đâu. Ở Houston ai mà thờ cái này của anh Bắc tặng, làm ơn á dục thùng rác đốt liền, nếu không á là tai họa trùng vô đầu.
gia đình sẽ tan nát đổ vỡ. Tại vì tối ngày đọc mấy câu thần chú kêu ma kêu quỷ vô nhà mình, mình sống chung với ma quỷ có được không? Trả lời đi. Và đồng thời mình coi quá trình những người này giúp gì được mình. Ma nó tới nó làm cho tiệm mình đắt 3 ngày, nhưng mà ma nó làm cho mình khổ cả một cuộc đời và đi xuống địa ngục. Muốn cái tiệm được đắt 3-4 ngày để lãnh vài ngàn đồng ngân, hay là muốn muôn trùng bị đọa, ai có mấy cái này nên đốt bỏ ngay lập tức nghe. Của anh Bắc ở núi Thiên Long Sơn mà tặng á, là nên đốt bỏ liền lập tức. Cái đó là lệnh của các chị dị á, ra đó, chứ không phải là của Kiệt này nói đâu. Của cha ra lệnh đó. Đó là tà với quỷ của thời này đó. Nó có mấy câu thần chú nhỏ nhỏ. Bây giờ á, cái bản có thể địa thần có cả ngàn vị, nhưng mà cái câu thần chú là gọi ma gọi quỷ. Mà đọc cái câu thần chú á, mà không biết mình đọc cái gì thì là kêu ma kêu quỷ vô nhà mình. Cho nên ai có những cái này á, là phải bỏ hết. Còn nếu không mình phải kiểm nghiệm lại trong cuộc trong những ngày tháng bắt đầu khi mình thờ cái này, mình bị cái gì, có lời của Kiệt nói có đúng không? Một là gia đình tan nát nếu mà không tin Kiệt. Còn tin Kiệt đâu có mất cái gì đâu, cứ thử đi, gia đình sẽ hạnh phúc trở lại, có cuộc sống đầm ấm hạnh mạnh khỏe. Mình là người dương, mình không có thể chơi với âm binh. Đây là lời thật đó, chân tình lắm á. Những cái gì mà của anh Bắc ở Thiên Long Sơn đưa ra nên đốt bỏ hết ngay lập tức trên thế giới. Nó là một đám ma quỷ của Long Hoa Mặt Tạng ở bên Việt Nam á. Cái gốc của nó ở bển. Bắc chỉ là một cái con chốt thôi. Cái gốc nó lớn lắm, bên nước Việt của Cộng sản á. Chinh chiến bao nhiêu tháng để mà Đức Thầy sắp sửa xuất hiện, Đức Thầy xuất hiện thì những yêu ma tà mị mà phá rối thế gian á, thì cũng sẽ bị biến mất. Tất cả những cái hình ảnh của anh Bắc bán, của mọi người bán, đều là có thư ém trong đó, phải đưa sư phụ để mà làm blessing trở lại hết. Ở trong Thiên Long Cung có mấy cái hình bự của cha mẹ, là mấy cái cục nhỏ nhỏ mà để đèn lên có cha mẹ đều bị thư ém hết. Sư phụ biết hết, biết từ lâu luôn, biết cái ngày mà con Thảo ở Utah nó thay đổi, sư phụ biết luôn, cha cho luôn á, để thử lòng đệ tử. Sư phụ sao không biết được? Cho nên hôm nay là tất cả phải sạch sẽ hết. Một cái đám tàn binh, tà không bao giờ thắng chánh, thiên tử không bao giờ thua con chó sói. Tại vì thiên tử từ bi thôi, nên nhớ như vậy. Sư phụ có quy lực rất là dũng mãnh mà không bao giờ dùng tới. Chỉ cái lòng từ bi nó lớn quá, cho nên không nói không làm gì hết. Chỉ có biết thương và biết thấn để cho người ta quay đầu thôi. Để xuống đây á, là người xấu nhất cũng có thể thành Phật được. Cả con chó sói, cả thầy Pháp, bản thân của họ cũng chả biết họ là tà là quỷ. Họ làm những cái chuyện đó họ cũng không hề họ biết. Còn đánh mấy cái chữ mà ma mị mà hiền từ, cái đó là chỉ là nước sơn ở ngoài thôi, gỗ ở trong á mới là quan trọng. Còn thường thường á thì họ chỉ dùng những lời lẽ xuyên tạc vô căn cớ. Cho nên tất cả hội thiên thụ dạy là phải có bi trí dũng, phải có đúc đúc mà đi. Và đồng thời là phải tự mình có chánh kiến và phải biết phân tách. Dùng cái trí tuệ bình thường học vấn lớp 3, lớp 5, lớp gì không biết. Phải phân tách cái gì có lợi cho mình, còn cái gì bất lợi cho mình thì mình phải để cái khoát sanh đó. Không có chạy theo bầy đàn, không có chạy theo cám dỗ. Âm binh á nó hay hơn sư phụ, tại sư phụ không có sử dụng âm binh, sư phụ dùng thiên tướng không à, với xích long, bạch long, với huỳnh long, thanh long. Âm binh trên cái điện thoại này nó gọi qua đứa bên kia, hello, mình nói thí dụ giống như
nay chị có mấy chuyện muốn nói chuyện với em. Thì cái người A gọi người B, thấy người A là đang trúng bùa ngải, gọi qua người B, cũng là hỏi thiên A gọi cho thiên B á, mà có chánh kiến á, chị có gì chị nói vô vấn đề, còn em đang nấu cơm hay em đang chở con em nói gì đó thì là có chánh kiến, mà cái người A đó mà không có chánh kiến ấy thì cứ nói đi, đâu rảnh mà, trong khi mà đang bận mình cũng giả bộ mình nói mình rảnh thì nó nói một đống ra, trong khi nói những cái lời không đúng. Thì con âm binh á, nó từ điện thoại này nó chạy qua con thiên A bên thiên B bên kia, nó nhập cho tâm là mù mờ rồi, nó nói tào lao cũng tin nữa, thì là nó lôi kéo bằng cách đó, dùng âm binh để mà lôi kéo để mà đi xuống địa ngục á, vô gián luôn á. Còn những người bị trúng bùa mà trúng âm binh của anh Bắc như thế nào, của thầy Pháp như thế nào, là thứ nhất là cả mấy ngày không có ngủ được, cái tâm trạng nó nóng, nó cồn cào, và cái tâm dục nó lên dữ lắm, tại ma ở trong dục, rồi rất là khó chịu, ngủ không được. Và đồng thời cái quan trọng nhất, dùng sư phụ, dùng thiên tấn kiệt để làm thí nghiệm, khi nghe âm thanh của sư phụ nó chịu không nổi, vì âm thanh sư phụ là có thần thông của Phật, của cha, của mẹ để mà giải hết những cái trượt của thế gian. Rồi hình ảnh của sư phụ á là một vị Bồ Tát sống, thì tất cả ma quỷ nó rất là sợ. Cho nên khi mà người bị trúng cái đó là thứ nhất là kỹ nghe cái tiếng của sư phụ, thứ hai là kỹ nhìn cái YouTube của sư phụ, họ chịu không có nổi. Ở bên Cali á, Hằng Hải á, nó có làm trung thành, nó vượt qua được cái đó. Còn Hữu Tính, con muốn lên con nói không? Dạ. Con kể chuyện của con đi. Này con kể chuyện của con, hai từ rồi con bị gì con kể cho mọi người nghe đi. Ở đây nè. Xin chào tất cả các huynh đệ thân mến. Hai tuần trước thì Hữu Tính có bị trúng rồi, Hữu Tính cứ đi quần quần ở trong nhà mà không ngủ được, cứ dẫn biết 7-8 giờ sáng không à. Rồi lúc đó thì trong người nó nóng bực bội lắm, rồi cứ đi ra đi vô, ngủ không ngủ mà làm cái gì cũng được, rồi vô lấy cuốn kinh cha mẹ tụng cũng cứ đẩy ra xôi khiến không có tụng được, cứ dẫn đi vòng vòng xà quần cho buồn ngủ, rồi nằm mà ngủ cũng không được. Rồi sau đó thì khi bực bội thì mỗi lần bực bội muốn đi vô tụng kinh để cho giảm bớt thì không có cho tụng kinh, nên Hữu Tính mới nguyện xin cha mẹ cứu. Thì cha mẹ cũng với lại ngài Xích Long với sư phụ có kêu tên sư phụ cứu, thì được ngài Xích Long về cứu cho Hữu Tính, nên Hữu Tính bây giờ tất cả những cái đó không còn nữa, giờ khỏe khoắn, thì đầu óc minh mẫn trở lại rồi. Nhưng mà trước đó còn lấy mấy cái bản của ngài Địa Thần con thờ của anh Bắc cho con đúng không? Dạ. Yeah. Yeah. Của Mỹ Hạnh đây á, ồ nó cũng bị từ lừa luôn. Đứa nào mà thờ cái đó là từ lừa. Thì là cũng là cái bản thờ ngài Địa Thần mà sư phụ bỏ trên mạng đó. Làm sao con biết là sẽ làm cũng sư phụ nó. Sư phụ ngồi ở một chỗ Thiên Long Sơn mà phụ bắt mặt hết cả thế giới đứa nào bị gì. Thì lúc đó thù sắp sửa qua đây ngày hôm khuya không, hôm qua mình qua đây phải không, thì Xích Long nghĩ là qua đây phải cần có một thằng tài xế, cho nên Xích Long nói thôi để đi giải âm binh cho thằng này. Thì hôm nay nó tỉnh thì nó ngồi kể đây nè, thằng Hải cũng vậy, chứ sư phụ đâu có giải được, chỉ có nhờ Xích Long mới giải thôi. Và đồng thời sư phụ biết được từ đứa nào bị ở bên này, có con Khanh nó đang bị rất là nặng với thằng Hùng và con Cảnh Tú cực kỳ nặng. Nếu mà hôm nay mà nó nghe mấy lời này mà nó tới thì thù sẽ giải cho nó, nếu không gia đình tan nát, tụi nó cả đời không bao giờ ngóc đầu nổi. Thù không có chù mấy đứa con đâu, thù muốn cứu con thôi, vì thù sắp sửa còn có tính thật tuần thù về Việt Nam, các con sẽ mãi mãi khó mà gặp được sư phụ lắm. Chuyến này là chuyến cuối cùng của năm nay thù ở Houston, thì thù có một chuyện rất là lớn để lo, nhưng mà những hàng đệ tử thù thương á thì thù nói rồi á, nó rất là nguy hiểm. Là tại sao? Là vì nó sẽ
làm cho họ thiên sàng lọc. Đứa nào mà mong cầu sân si hay là tham cái gì đó thì đều là bị chúng bùa quên bắt hết. Bùa ngải của thiên ma nó ghê lắm, âm binh mà đều bị chúng. Còn nếu mà bình thường cứ lên đốt nhang, đọc kinh, đọc lăng nghiêm, họ sợ nhất là hình ảnh cha mẹ, sợ nhất là âm thanh của hồn, gồm sợ nhất là mấy cái YouTube của hồn. Cho nên những đứa mà bị á, đầu tiên á, nó quỷ hết hình ảnh cha mẹ, nó dục cúng kinh thiên tăng một bên, để cái tâm nó đã thay đổi rồi. Trong một ngày nó có thể chửi cha mẹ, chửi cho bụng như là xối nước, tôi cho hồn chả có làm gì xài hết. Đó là kiểu ma quỷ gì, một trắng hai đen, gạch hai bên, muốn bước bên nào đi bên nào. Hôm nay hồn nói thêm một lần nữa cho rõ là tự gì, tại sao, là gì chuyến này qua là thù muốn cứu con Khanh với con Thẩm Tú, nhưng mà nó đang bị chúng bùa, nó rất là sợ cho bụi đó. Thù nói cái này nó sẽ chửi cho bụi, nhưng mà thù phải nói một lần là gì, thầy phải nói cho đệ tử biết đó là nhiệm vụ. Còn nếu đệ tử sau này có tỉnh lại không tỉnh lại thì chuyện đó là có phước phần của mọi đứa. Ok, thì thằng ở bên Cali á, thằng Hải cũng bị trúng bùa đó. Không có lý do gì viết chữ ngài địa thần rồi để mấy con thần chú. Bây giờ thí dụ như viết chữ ngài địa thần thì để Nam Mô A Di Đà Phật, hay là để mấy câu chú Đại Bi, hay là để Án Ra Lợi Tỳ Xá Đề, hay là để những cái câu của Phật đi, không, để mấy câu thần chú đó. Chỉ là mượn đầu heo nấu bán thịt chó, con có biết không? Nó có ngàn địa thần luôn á. Ma quỷ mà nó mưu mô xảo kế đó. Những cái hình ảnh mà ngày xưa mà con Sương nó bán từ con Kim Long ở Việt Nam đi qua toàn là tà ma quỷ không. Thương chú bù ém trong đó thù biết hết. Cho nên bây giờ thù phải đi từ đứa nào mà mang những cái hình ảnh, mà mua hình ảnh của cha mẹ không có nghĩa là không có bùa chú trong đó. Họ đã trì những cái hắc thần thông vô đó, cho nên phải đưa sư phụ để mà làm sạch lại. Mà những cái cục đá mà con Sương nó bán mà ấy đó, họ bán cho mấy con biết nhiêu tiền đúng không? Cả cái hình của cha mẹ để đi con Sương là cả chục nghìn đô á, sư phụ mua của anh Bắc á cũng bị nữa chứ, đừng có tưởng là hình của cha mẹ là không bị. Đó là lý do tại sao con Thảo ở Utah một đêm mà nó dám chạy tới Thiên Văn Cung để nó đổi cái hình của con Trang từ hình xấu lại không có bị. Tại vì họ muốn tránh em Thiên Văn Cung để mà giống như take control. Thôi thường nói ma quỷ nó muốn take over cái thế giới này. Nó không có buông tha chúng ta. Nhưng mà đến ngày hôm nay á, tại sao phải nói rõ hết là vì tụi nó đã tàn canh gáo máng rồi. Bị nghiệp hết rồi. Tất cả những người mà đã có âm mưu và muốn hãm hại sư phụ và hãm hại hàng đệ tử, và đồng thời họ cũng là một trong cơ bận để mà bề trên thử thách hàng đệ tử, coi đứa nào trung thành sư phụ, đứa nào tham lam, đứa nào mong cầu đều bị rớt hết trước khi phụ rời khỏi Thiên Long Sơn. Hôm nay cái Thiên Long Sơn không còn ma quỷ nữa. Ông Sơn Thần nó mừng lắm. Mấy tháng trước trời ơi, nó đứng đầy Thiên Long Sơn hết. Mỗi lần mà họ thiên chúng ta tu tập đâu có cần đánh trống thổi kèn gì đâu, là cái đó là kêu ma quỷ tới. Sư phụ biết sao không biết, rồi cuột mấy cái đó đỏ mấy cái cây. Rồi bây giờ không còn con ma nào trên Thiên Long Sơn nữa, Thiên Long Giang này cũng không còn nữa. Ông Sơn Thần ông nói trời ơi, giờ không còn mấy con ma nữa, hơi buồn. Tại vì mấy con ma cũng là người đúng không, mà người của ông Bắc quá không, người âm binh mà, để gửi tới vậy thôi. Cho nên hôm nay chuyện để hữu kể gì đó, những người mà ấy cái đó, ai luyện cái đó đều sẽ có cái nghiệp quả của họ. Chứ hữu chả làm gì hết, lòng từ bi thôi mà. Bùa chú thần thông, chứ hữu chả có bùa chú gì hết. Chỉ có ba cái nhang thánh rồi, chứ hữu có cái quy lực rất là lớn, nhưng mà không bao giờ sử dụng. Con về ngồi đi. Chúng bùa chúng ngải, tại vì con cũng tham lắm cho nên mới lấy cái ngày địa thần về thờ á. Con cũng xin khuyên các ai mà có đó thì nên đốt, hữu tính đốt hết là nên về hết rồi đó, đốt với lại hữu tính dục hết rồi. Cảm ơn sư phụ đã cứu. Đâu con hên á là vì sư phụ sắp qua đây
Xích Long nói ngày qua cần có thằng tài xế để lái xe phải không? Cho nên Xích Long mới bay vô nhà mới về mới gỡ hết cái bùa chú cho nó. Chứ không thôi nó bị khó ngủ rồi nó bực bội y như kiểu ông Hải vậy. Đứa nào bị là triệu chứng vậy. Tâm cũng cào cấu lắm, rồi cũng bị depression mà chẳng biết mình làm gì hết. Nó chao đảo cái ý chí của mình, nó không có cái gì gọi là vui hết. Đứa nào mà bị bùa bị ngải á, cũng giống như là bị sình bụng vậy đó, khó chịu bực bội trong người, gặp ai cũng muốn cắn hết trơn á, rồi gặp ai cũng muốn gọi điện thoại để mà nói xấu người này nói xấu người kia. Đạo Phật chúng ta không có thể nào mà đi xuyên tạc nói xấu, dầu cho biết người đó xấu mình cũng phải giữ im lặng, đó là cái căn bản. Còn bỏ hình cha mẹ, bỏ lăng nghiêm, bỏ thập chú thì liều là sai. Còn khi mà họ diễn lý do này, lấy lý do nọ để mà họ nói lên, đó là lời của ma quỷ nói. Rồi trong những ngày đầu á, khi mà những đứa mà bị trúng bùa, tụi nó rất là giống như ma, thì cái lực ma nó mạnh hơn cái lực của sư phụ. Sư phụ chỉ là thiên nhiên tự nhiên đúng không? Đứa nào đến sư phụ bằng cái tâm cũng chẳng bao giờ mà gọi đứa nào hết. Đứa nào mà bị ma bị quỷ sư phụ rất là khó sửa nè, là tại vì giống như nó đang ở trong cái trạng thái hút xì ke u mê rồi. Đứa nào mà đang hút xì ke và bị phê xì ke mà con kêu nó bỏ, nó có thể lấy dao với con á, cái tiếng của nó bị rối. Nên những đứa bị mấy con phải thả lỏng nó chừng 3-6 tháng, đừng có đụng gì tới nó hết. Đụng vô kiểu nào con nói kiểu nào nó cũng chửi con lời kiểu đó, chửi một cách gọi là rất là hỗn hào, nên phải nín, phải để cho nó im. Rồi từ từ khi mà cái đầu nó nguội xuống á, nó hết bùa hết ngải đó, thì lúc đó mới cứu tụi nó được. Còn bây giờ vô phương cứu sư phụ xin Xích Long đi cứu ông Cẩm Tú với cứu ông Khanh, xong thôi để tự nó giải. Hai đứa đó cũng mong cầu sân si lắm. Còn tự con á thì có chút xíu tác dụng cho nên Xích Long xẹt rồi cứu. Chánh là chánh, ta là ta, cái đó rất là rõ ràng. Và đồng thời phải biết so sánh và biết coi mình đang làm gì. Không có gì quý bằng hình ảnh cha mẹ, không có gì quý bằng của kinh Thiên Tâm. Mà ai mà bỏ hình ảnh cha mẹ, ai mà bỏ kinh Thiên Tâm thì người đó đang bị lọt sổ. Lọt sổ tức là ở thời Thượng Quân Thánh Đức sẽ không còn tồn tại trong nhiều nghìn năm, có thể mất xác mất hồn, rồi sẽ không bao giờ được tái sinh. Tại vì trong tương lai nhân loại ở quả địa cầu này không có ai mà sanh si với ai nữa hết, chỉ toàn là người tốt để sống thôi. Đó là tại sao trong cơ vận phải có thiên ma đi song song với thiên tử là gì á, để mà làm ra cái màn này, và đồng thời cũng dùng thiên ma để sàng lọc tâm của từng cá nhân của mỗi người. Thì xong rồi. Tới chuyện mà của sư phụ, thì kiếp này kiếp cuối những gì Thiên Tấn Kiệt này làm được thì đã làm hết, đã nói ra thì cũng đã lộ cơ nói hết. Còn cái trình độ của mỗi người hiểu được bao nhiêu thì do cái phước của người đó. Giống như những người tin Thiên Tấn Kiệt là thiên tử, nhưng mà tin cũng giống như mơ mơ hồ hồ, là vì cái lòng tin ở trong tâm mới là quan trọng, nó khởi từ trong tâm. Cũng giống giờ con muốn có sáu phát tập tạ thì tự mình phải đi tập tạ, nghĩa là mình phải ngồi thiền đọc kinh Thiên Tâm, và đồng thời mình phải tránh xa những người xấu. Theo cái quy tắc của Thiên Tâm đó, là mỗi ngày phải làm ba người cười và người xấu tránh xa, người tốt tới gần, rồi không có hỏi chuyện cá nhân trong quá khứ, không mượn tiền của nhau. Đại khái giờ phải quên đi những cái lỗi lầm của nhau trong 3 ngày. Thì cái đó là những quy tắc căn bản. Thì từ đó mới nhìn ra được. Nó cũng y như cặp mắt của mỗi người. Người nào có mắt sáng thì nhìn sư phụ sáng hơn. Còn người nào mà cặp mắt bị mờ, bị
bị ấy bị cận theo nhìn cái vụ rất là bình thường mà, cho nên cái đó là không có phải là lỗi của thiên tướng chuyện này mà lỗi của mỗi cá nhân, cái sức tu tập cao bao nhiêu và trình độ bao nhiêu để hiểu. Cũng giống như rượu chát, có người không biết uống rượu chát, uống chai 20 đô thì khen là ngon, còn chai 2000 đô á chơi là nhạt nhẽo. Thì thiên tướng chuyện này cũng vậy, càng cao trí tuệ càng cao thì mới quý trọng thiên tướng chuyện này càng cao, còn trí tuệ của mình mà không có đủ á, mà thấp á, thì nên tu tập để hiểu thêm. Tại vì bảy dòng hào quang vẫn là bảy dòng hào quang, sư phụ có một cái những cái thần thông mà người thường không có, sư phụ vẫn ngồi đây vững vô bàn thạch qua bao nhiêu sóng gió. Còn về những cái gì sư phụ làm, nó phải tính theo thực tế của hữu hình của chúng ta, nó phải tính theo đời chứ không phải nói bằng miệng được. Ờ, ông này đại gia mua Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang thì muốn nói gì nói, chuyện nó không bao giờ có. Nói phải có. Về tâm linh thì cũng là siêu số 1. Còn về mặt đời thì cái đó là một chuyện phụ cha cho, để mà có đồng ngân, để có tiền, để mà không có mắc cái nghiệp của thế gian, không có xin ai đồng nào của thế gian. Đó là sự thật. Và là làm thiệt chứ không có cần phải suy nghĩ. Mua miếng đất bữa nay qua đây mua miếng đất 500.000 đô, với cái thời buổi này tiền bạc rất là khó khăn, không có nhà băng nào cho mượn tiền hết. Biết là trong tương lai là mấy chục năm sau, 5-10 năm sau rất là quan trọng thì phải mua thôi, không tiền cũng mua nữa đó. Thì là có lợi cho chúng sanh chứ, giờ sư phụ mua ra là giống như tiền nó đét luôn rồi, đâu có lấy lại được đúng không, ai sử dụng. Đó là con cháu của những người đang sống thành phố này, là những người benefit, những người có lợi. Suy nghĩ đi, thiên tướng chuyện này vừa nói vừa làm, chứ không phải như cái kiểu mà cứ dùng Phật rồi ở trong đó là tâm tà, ngụy quân tử, họ là ngụy quân tử, là cái đám Long Hoa Mật Tạng đó, chỉ có biết chửi thôi, chả có biết làm gì cho cộng đồng, cũng chả có biết làm gì tốt cho mọi người xung quanh hết, cứ sân si rồi cứ lên mạng mà muốn nói gì nói, muốn chửi chửi, là chi, là gì ma quỷ á. Nó muốn thử lòng của họ thiên, thử lòng của Phật tử, đó cái đứa nào mà ngu khờ khờ chạy theo nó. Tại vì ở dưới địa ngục nó càng có số lượng đông thì nó cứ kéo, nó lôi, nó kéo, nó lôi. Họ thiên chúng ta phải có bi trí dũng, phải tự đốc đúc đi, và sư phụ có thể đốc đúc dùm cho từ đứa mỗi đứa mỗi bước được. Mỗi đứa phải tự đốt đuốc đi, rồi tự soi đường của mình, rồi tự phải ngồi phân tách. Làm cái gì á, sư phụ chỉ mong ngồi thiền 15 phút thôi, trước khi quyết định chuyện gì. Và nghe kỹ những cái từ xưa giờ 5 năm nay sư phụ mình nói cái gì. Phải ngồi thiền rồi hả quyết định là đúng sai. Trừ cho những đứa mà bị trượt á, bị ma tâm á, mà nhập vô rồi á, nó không có ngồi thiền được, con có biết không? Trong một ngày nó có thể đập cái bàn thờ cha mẹ bỏ đó. Nãy con chưa kể hết. Bữa hữu tính kể con sư phụ là mỗi lần thấy cái hình ảnh sư phụ là con rất là khó chịu đúng không? Con khó chịu, con sợ. Hữu tính nó nói mỗi lần mà thấy hình sư phụ là nó sợ và rất khó chịu. Cho nên tất cả những người trên thế giới, ai mà bị không mà thon, bị tất cả buồn ngải thư án, cứ kêu tên thiên tướng diệt. Thiên tướng diệt này có thể là biến hóa vô hạn, có thể biến hóa cả 8 tỷ người cũng được nữa đó, chứ không phải một người này đâu. Nguyên thần đó, đó là lời thật. Đi độ chúng sanh phải, không phải là nói mà không làm được, nói làm được. Bằng chứng là những người bị trượt, những người đi sai đường, những người nghe thầy này bà nọ thì cứ gán mà dùng cái âm thanh của sư phụ, dùng âm thanh của thiên tướng chuyện này, dùng hình ảnh của thiên tướng chuyện này mà để thí nghiệm. Nếu mà khó chịu, khó nghe thì là mình đang bị chúng bùa, chúng ngải đó. Đó là thiệt đó. Kiếp này kiếp cuối, cho nên những lời này nói nó sẽ vào lịch sử.
chuyến này cũng là chuyến cuối của cái năm nay sư phụ Houston, là về từ đây tới cuối năm rất là bận, để có bình biến ở nước Việt. Hồi xưa đó nó có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất năm 2018 lên trên mạng, dài cho tới khoảng năm 2020. Thì thời gian đó ai cũng nói chuyện này là hư ảo, là thằng điên, thằng khùng, dư tiền ăn không ngồi rồi nói xạo, nói láo. Thì giai đoạn đó thì cái sắc phàm được an toàn là vì họ có thường. Giai đoạn thứ hai khúc giữa, cho dài cho tới 2023-2024 thì nó có nửa nửa, có một số người thấy những lời nói nó hiệu lực, nó là thiệt. Tới ngày 100 trở lại hôm nay mà nó còn mà nói mình là thiên tử giả nữa thì thằng người đó là quá ngu si rồi, dùng chữ ngu si chứ không phải nó vô minh, đúng không? Nói đâu chúng nói 95% mà từ 5 năm nay đâu có ai phải dễ làm đâu, mà nói tất cả năm cái ác cùng đi xuống một lượt xuống đại dương mà. Thì giai đoạn đó thì sát phà cần phải cẩn thận, vì có người xấu và người tốt. Những người xấu họ biết rất là lợi hại, cho nên họ đến ám sát và làm náo động cái lòng của những người hộ pháp của Thiên Long Sơn. Đến giai đoạn này là giai đoạn quan trọng, là gì? Minh Vương sắp xuất hiện, Phật Di Lặc sắp ra đời. Cho nên bề trên mới sàng lọc lại tất cả những hàng đệ tử, những ai mà có đủ phước mới bên cạnh sư phụ được. Thì trong đó có một số đệ tử bị lội ra khỏi, là vì bề trên thấy sao thì ra lệnh sao thì phụ làm gì. Tại mỗi ngày sư phụ có thể tiếp cận với cả chục, hai chục vị, rồi nói chuyện với cha với mẹ rất là thường, giống như phụ vừa mới chuyện với Phật Mẫu, đúng không? Phật Mẫu dạy mình giữ tượng ở đây, nhà mình nó làm nhà khách, rồi phải làm cổng để chào đón người ta, đúng không? Còn ông ba mẹ cũng nói là sư phụ sắp về Việt Nam là rất là gấp gúc. Cho nên những ngày tháng kế tiếp sư phụ rất là bận. Các hàng đệ tử ở đây, ở đâu đó thì cứ phát triển ở đó. Ở nơi Thiên Long Giang này thì nó đã flow lên được, nó tự do. Con có thể lên đây sinh hoạt mùa hè, mùa mưa gì cũng được. Rồi tất cả những đó, rồi sau này nãy mẹ có nói hứa cho mình là mẹ sẽ xoay chuyển đúng người để về giúp mấy đứa ở đây, giúp Lâm, giúp những người ở đây để phát triển cái này. Cái giai đoạn đầu á, và là giai đoạn số 1 á, là những năm 18, thì bề trên cho cộng sản, quốc gia, ma, Phật, thánh tiên lộn cào cào vô, là đóng vai họ thiên hết, vô họ thiên hết. Là vì lúc đó là mẹ nói là tránh, trong kinh Địa Mẫu á, là tránh tà bỏ chung một chùa vô họ thiên. Tới giai đoạn thứ hai thì coi tà đó, nó cũng phải, nó có giai đoạn để mà nó thay đổi cái tánh hết đó. Thì khoảng thời gian bao nhiêu năm mà nó không thay đổi, thì hôm nay tới giai đoạn thứ ba là những đứa mà bị lội ra sẽ tiêu xác tiêu hồn, sẽ đi đọa địa ngục á. Là vì nó phỉ báng Bồ Tát sống và chửi cha mẹ là tội muôn trùng, muôn trùng, và chửi dùng những cái này xuyên tạc qua cái nọ, rồi chửi mấy công chúa nữa là cái là tội nghiệp, khẩu nghiệp. Người ta đâu có phạm tới mình đâu, mình chửi để mà bị tiêu xác tiêu hồn, nó cũng là hồi thiên đó, con biết không? Rất là đau lòng, là vì cái sàng lọc cuối cùng này. Tại sao không có giữ im lặng đi, để chờ 3 tháng sau coi im không, để coi ai đúng ai sai. Người khôn là nên làm như vậy, có đúng không? Có đồng ý không? Bây giờ mình thí dụ như mình lững lờ, mình không có đủ cái trí tuệ, mình không đủ cái lưỡi để mà ném cái loại rùa chát này loại gì, thì mình phải nghiên cứu không? Ào theo vậy đó. Thì con nghĩ cái loại đó có trên thiên đàng có cần những loại đó về với sư phụ kỳ này không? Thiên đàng có chỗ chứa chấp những đứa đệ tử đó không? Không bao giờ. Trên kia người ta rất là hiền từ, nhã nhặn và rất là patient, tức là đâu ra đó. Có thì nó có, không thì nó không. Cũng giống như rõ ràng sư phụ thỉnh nguyên thần của sư mẫu, tức là Quyền Châu, tới nói chuyện mấy con nghe đó. Quyền Châu, phu quân rất là yêu mến hiền thê, ước sau này khi phu quân
trăm tuổi già, mùi cũng 80-90 tuổi. Con của chúng ta hai đứa nó sẽ có cháu nội cháu ngoại, chúng ta ăn tối ăn trưa chung với nhau. Cái Quỳnh Châu nói thiếp cũng rất là thương chàng, sẽ sống trọn đời với chàng, nhưng mà thiếp chỉ hứa được có 50% thôi. Mấy con nghe rõ không? Gần 50% lại là do Hạnh Thảo, cái xác phàm của chúng ta phải quyết định. Tại vì cái thần hồn chỉ hứa 50% và cái thần hồn không có thể nào theo cái xác phàm để mà biểu xác phàm làm này làm kia. Còn cái xác phàm đó mà chạy theo đời, chạy theo màu sắc, chạy theo âm thanh là do chúng ta, chứ không phải là do cái nguyên thần chúng ta. Cho nên xác phàm cần phải tu, cần phải ngồi xuống, cần tĩnh lặng để mà biết mình làm đúng làm sai. Các con cũng vậy thôi, các con không có nguyên thần như sư phụ, vì sư phụ là Bồ Tát, các con là người phàm, thì các con chỉ có một hồn một xác, nhưng cái hồn á nó cũng cần cái xác ngồi yên một chỗ để mà lắng nghe nó nói chuyện gì, chứ bắt nó chạy theo con số, chạy theo tiền bạc, cái hồn nó cũng chán con rồi, nó làm cho con bị bệnh rồi nó bỏ luôn là con kẹt sớm á. Thì công chúa Quyền Châu cũng vậy thôi, muội chỉ hứa 50 thôi, còn 50 rồi thì do cái sắc phàm của muội, tức là bà sư mẫu á, bà ngồi bà nghe đúng không? Thì coi cái sau này trong tương lai các hàng đệ tử cũng vậy, theo sư phụ cận kề học những cái bài học mà thế gian không bao giờ có trường nào dạy, tức là xuất thế gian mà nó là thiệt với cái thần hồn chúng ta. Mục đích chúng ta xuống ngoài địa cầu này làm gì cũng biết, tỷ phú như hay là lỗi lạc như ông Trump, hay là hèn nhát như Biden, cũng đều là một bài học cho cái thần hồn thăng tiến. Nên nhớ cái thần hồn mới là quan trọng, nó là vĩnh cửu, hàng tỷ năm trên cõi trời. Cõi xác phàm này một cơn gió thoảng là 100 năm của thế gian, 3 ngày của sư phụ bỏ kim thân ở thiên đình xuống đây là từ thời tạo thiên lập địa đến ngày hôm nay là mấy chục nghìn năm. Thế con nghĩ 3 ngày của thiên đình mà mấy chục nghìn năm thế gian là bao nhiêu? Cái này đều là một màn kịch hết. Mà cái màn kịch mình đóng sao cho nó hay, để cho nhân loại sau này dùng cái đó giống như một cuốn sách để mà người ta học những cái hay. Ồ, có thái tử thiên đình xuống, có công chúa Long Cung, Ngũ Long Công Chúa xuống, những cái truyền kỳ đó, thì những cái sách sử đó sẽ ghi lại để cho hậu thế, nó cũng là một cuốn kinh đó. Những gì sư phụ làm, công chúa Thượng Bình làm, công chúa Quyền Châu làm, ba đứa hài nhi lỗi lạc của ba vị trời gửi xuống đây tái sanh làm thân người để mà độ chúng sanh, chứ không phải là chuyện riêng tư cá nhân trai gái mà người phàm có thể phán xét hay là có thể nói những lời xúc phạm được. Xúc phạm sư phụ là thước phạm với cha, chửi sư phụ là chửi cha, chửi Phật Di Lặc, chửi mấy công chúa là chửi cha luôn. Nếu mà cha không có chánh kiến làm sao mà gửi mấy cái công chúa này xuống? Chẳng lẽ công chúa xuống phải mang thân đàn ông đi kế sư phụ là thằng bê đê hay sao? Tại cái tánh trên đó là công chúa cũng éo điệu, mà cho thằng đàn ông cái bên thì con nghĩ thế gian nó có chịu theo sư phụ học đạo không? Còn nếu cho một cái bà già mà nhai chầu mà kế bên á thì con nghĩ như thế nào? Nói sư phụ là mê tín gì đâu, đúng không? Sư phụ đã hỏi mẹ mấy cái này rồi, hỏi Phật mẫu bữa, tại sao mẹ cho công chúa xuống để mà phò con, mà tại sao phải chọn người có nhan sắc rồi cỡ tuổi bốn mấy chi để mà con bị tai tiếng? Mẹ nói là vì chúng sanh lúc nào cũng chấp tướng, con không bị chi bị họ dèm pha chấp tướng này thì họ cũng bị cái khác. Mẹ nói như vậy đó. Thì mà lúc mà Ngẩn Bình tới thì là mẹ là người dẫn tới chứ. Nhưng mà mấy chuyện này á, con nói với những đứa mà bị chúng mùi chúng ngải mà đang u mê á, họ cũng ngồi cười thôi, giống như cái lỗ tai dịch. Nó thấy cái đầu của ông dịch không? Con có đổ bao nhiêu nước nó có dính không? Cho nên những cái lời lẽ không bao giờ vô được cái đầu của ông dịch, trừ khi nào á, con dịch á, nó bị cạo lông rồi đó, nó không còn lông nữa thì lúc đó nó bơ, nó sơ sát rồi, quả mai nước mới vô được cái da của nó. Còn bây giờ nói, làm thầy thì phải nói, để sau này đừng có oán trách. Ồ, tại sao sư phụ là một vị Bồ Tát bảy dòng hồ quang, có Xích Long, Bạch Long, Bình Long, Thanh Long, và có biết bao nhiêu thiên tướng thế hộ, và 18 vị A La Hán lúc nào cũng bên cạnh theo hộ sát phạt, sao sư phụ
không nói. Nếu mà nói thì đi giống như bây giờ đi vô bài thi, đi vô học đại học, cái bài thi cuối năm mà cho đáp số luôn rồi còn gì nữa. Đâu có biết đứa nào thật, đứa nào giả. Còn hôm nay á, chỉ bị có mấy chục đứa hội thiên thôi, nó đâu có bị nhiều. Sư phụ có 7.000 đệ tử ở Mỹ, ở Việt Nam mấy chục triệu, hôm nay gần cả nước. Có bị có mấy đứa thì nó cũng là những cái lịch sử để sau này cũng kinh thiên thiên tâm về lịch sử về về thái tử thiên hoàng á, nó ly kỳ thêm một chút. Tụi nó là đóng vai bồ tát nghịch á, mấy con phải thương nó. Sau này khi nó tỉnh táo nó quay lại, mấy con phải trân trọng nó. Đó là lời của sư phụ nói hết ý hết lời. Những đứa mà bị chúng trượt chúng tạ đó, nó giống như một đứa con nít 18 tuổi mà chạy theo boyfriend girlfriend mà mê muội ăn chơi hút sách, cha mẹ khó có thể nào mà ngồi mà nói chuyện được, trừ khi nào nó ra đường nó đụng ê đầu bể chén rồi ê chề trên đường đời thì lúc đó gọi là bầm dập rồi đó, thì cũng đã muộn rồi. Phụ không còn ở Mỹ để nói mấy lời này nữa. Hôm nay những lời cuối cùng để mà phi nhủ những đứa mà đi làm đường lạc lối, mau tỉnh giấc mộng lại. Sư phụ vẫn là thiên tử, vẫn là bằng thật, vẫn nắm sổ bản phong thần. Sư phụ và Đức Thầy là hai người đang nắm bản phong thần, nên nhớ hiện giờ sư phụ là người cùng với Đức Thầy nắm bản phong thần. Thì có nghĩa là cái gì? Còn mà ở đó mà cứ nghe lời ma mị của thầy này pháp nọ mà không hiểu mà đi sai đường, có nghĩa là coi cha của sư phụ tức là thượng đế không ra gì, coi hội đồng chư Phật chẳng ra gì, coi Phật mẫu mẹ cũng không ra gì, rồi cứ ngồi cứ trách sư phụ. Chỉ có cha với mẹ với đại tỷ tỷ của sư phụ là thánh mẫu Liễu Hạnh, là ba người lúc nào cũng kèm sát sư phụ để theo dõi từng chút chuyện tốt chuyện xấu và sinh hoạt hàng ngày. Lời của sư phụ nói có thiên thần và địa thần ghi chép từng câu, nãy giờ nói gần một tiếng, tất cả các vị đều ghi chép cho để mà tâu về thiên đình hết. Cho nên hàng đệ tử không có đủ cái tư cách để mà hiểu sư phụ đọc. Lời của một thiên tử nói ra là có thiên địa đều ghi chép thôi, nên nhớ. Sư phụ làm sai có nghĩa là gì? Có nghĩa là nói thượng đế làm sai hả? Trên đời này có ai gan kiểu đó không? Chỉ có ma quỷ thôi, nó mới gan kiểu đó, mới coi cha ông ra gì. Đó là cộng sản, nó vô thần, nó mới vậy. Các con ít nhiều cũng học được những cái bài học về thiên là trời, cha là đấng tạo hóa của vũ trụ. Mỗi một cái thời kỳ, mỗi một chế độ điêu tàn thì nó mới có những cái chuyện phiêu binh như vậy, rồi sắp sửa những cái biến đổi lớn của nước Việt. Cái đó là điều là cơ trời đi hết. Rồi cùng một lúc ông Trump bị cái là một giọt máu Hòa Bình, cùng một lúc Trung Cộng bây giờ lũ lụt, rồi kinh tế yếu kém, cùng một lúc nước Việt kiệt huệ và tiền tệ và kinh tế. Tại sao tất cả thế giới Âu Châu cũng vậy, rồi bên Nga với Ukraine đánh hoài mà đánh không lại thằng nhỏ, rồi một thằng hề là ông Zelensky tự nhiên thành một anh hùng giống như chuyện huyền thoại. Thiên tính chuyện này là một cái huyền thoại thứ thiệt luôn á. Tại vì thời nay là tận thế, nếu mà ai hiểu thời nay tận thế thì nên chú trọng và nghe cho kỹ những lời thiên tính chuyện này nói. Nó là đang tận thế. Tận là sao? Là tận diệt tất cả những cái ác. Đó là đảng cộng sản quốc tế, bốn nước còn lại trong đó có Việt Nam, và những thằng chùm khăn là gọi là giống như khủng bố, rồi những cái tụi giàu có mà đủ màu á, nó mặc áo đủ màu á, màu xanh màu đỏ, rồi có cái sừng con dê á, vô Google mà coi, nó đòi thống lãnh điều địa cầu này, rồi nó năm loại
rồi năm cái sẽ ra đi cùng một lúc. Trên thế giới này không có nhà tiên tri hay là những cái nhà chính trị lỗi lạc nào mà dám nói năm cái cùng đi một lúc. Chỉ có mình Thiên Tấn Kiệt này dám nói năm cái cùng đi một lúc. Cái đó rất là khó nói đó. Còn cái chuyện ông Trâm quay lại là ngày đầu những cái clip cũ á, mà gán coi đi, là hôm nay cũng trúng hết. 99% là trúng hết rồi. Chỉ còn Đức Thầy xuất hiện ở trên nước Việt thì là xong chuyện. Còn nếu mà Đức Thầy mà không xuất hiện á, Thiên Tấn Kiệt này ngồi ngay đây nè, Thiên Long Giang Houston với ở Cẩm Thiên Long Sơn cho tất cả bà con đại tiểu muôn tiểu lên đầu rồi. Dám bảo đảm luôn. Để làm chi? Để cho tất cả mọi người mau tỉnh lại, lo, lo cái tương lai của mình, lo cái thần hồn của mình. Thiên Tấn Kiệt này chả có sinh ai đồng sen nào của thế gian. Chỉ mong cái số lượng mà về trời Thiền Bát Nhã kỳ này đông thì cha tặng cho sư phụ một cái bông sen bự khổng lồ. Còn cái số lượng mà ít thì cái bông sen nó nhỏ lại. Đó là phần thưởng của thiên đình. Và đồng thời hôm nay phải cố gắng hết sức để mà đạt được cái bông sen bự thì mới nói hết lời thôi à. Chứ ngoài ra cái thế gian này chả là cái gì với Thiên Tấn Kiệt này hết. Nếu mà một người bình thường á, lấy cả tỷ đô á, đi chơi khắp thế giới rồi mua cả đống nhà khắp bãi biển đi, có vợ đẹp con ngoan, cần gì phải lên đây mà ngồi nói chuyện, rồi phải để cho cả đám vô minh mà nó xỉa xói chửi bới. Có một chục con ghệ luôn á, cũng chả ai dám nói nữa, mấy đại gia đó. Còn này mình chả có ai hết mà nó cứ chửi mình có ngày. Mấy con nghĩ ma quỷ nó vậy. Mà giờ cho có nữa, cũng chả có lựa mấy đứa con trong hội thiên nữa, lựa mấy đứa ngoài nó kín đáo hơn một xíu. Thí dụ như cái tâm sư phụ là có cái đó. Tôi đã thời là tài danh sắc thực thị. Mẹ nãy con mẹ còn kêu đem 6 số không qua mà. Cho nên tất cả các con phải nên tỉnh lại, nhớ lại. Nhớ lại mình từ đâu mà mình hôm nay nhất tự nhất sư. Sư phụ đã dạy rồi, trước khi mà ngài nhập thất sẽ có cuộc sàng lọc ở thiên. Sư phụ có nói ông Khổng Tử mà năm thầy trò chết đói rồi nấu cơm á, anh ăn nhịn Khổng Tử cũng chết quang. Thì sư phụ có nói sơ cái ông bà thượng đi xuống dưới nước cứu người gái không có mảnh giải, mà ổng không có nghĩ gì. Rồi cái người xung quanh với mấy người đó cứ nghĩ, cứ bắt lỗi ổng. Cô đã nói hết, nó khéo hết để mà cho mọi người qua cuộc sàng lọc. Chứ không phải là mình không có từ bi, mình không có nói trước. Tới ngày hôm nay tất cả thiên binh thiên tướng đều bao phủ hết quả địa cầu này để mà tiêu diệt hết những thiên ma giống như chó sói, rồi rắn tinh, rồi nhện tinh, đúng không? Tất cả những yêu tinh nó giống như con nhện tinh là con thiên ngọc ý, nó là tinh á, nó thuộc dạng nhập đồng, lúc vô lúc ra, nửa chánh nửa tà, nó tầm bay tầm bạ, chống lại với đạo thiên tâm. Ai mà chống lại với đạo thiên tâm là đi nghịch thiên, chống lại với thượng đế đó. Con có hiểu không? Họ cũng giả bộ, họ chia theo về cuối cùng. Nó cũng y như là cái chính sách mà cũng những nhà tình báo cộng sản. Họ giả bộ vô trong làm bộ trưởng của Việt Nam Cộng Hòa, rồi giống như kiểu Kim Cương hay là Bạch Tiết rồi vậy đó, người của mình. Nhưng mà cuối cùng là giờ chót họ lòi cái mặt ra là ma quỷ thôi. Hiện bây giờ trên mạng truyền thông chỉ có hai người là chánh. Đó là con Trăng Khuya, đó là một ông tiên là hộ pháp cho Phật Di Lặc, dọn đường cho Phật Di Lặc. Thứ hai là sư phụ, là đệ tử của Phật Di Lặc. Chỉ có hai người là chánh, ngoài ra tất cả các kênh khác đều là tà. Còn nếu mà ai mà nghe những cái kênh khác, đó là bị nhiễm tà vô cái não của mình á, không hay á. Cho nên lời hôm nay là lời nói rõ ràng luôn á. Chỉ có hai người là chánh thôi. Chánh nó khác hơn tà chỗ nào? Chánh là nó thẳng và nó thật và phân tích rõ ràng để cho những chúng sanh để mà có cái sự so sánh được phải. Còn tà nó ghép hình này, nó chụp hình kia, nó nói cái nọ mà chẳng có cái gì gọi là nguyên câu chuyện mà cho đúng hết trơn á. Có nhớ rõ ràng cái hình của sư phụ đi ở Florida bữa đó, có cả đám mấy con ngồi đây đi chung, có thằng nghe nữa. Bữa đó nóng cả 100 độ Florida, cả đống mấy đứa cũng quẹt mấy cái sunblock vô mặt sư phụ,
không phải chỉ riêng một mình mùi mùi có sư phụ quẹt vô, nhớ đi phải đóng đứa luôn vậy mà nó cắt nó ghép làm sao á, chỉ còn có cái tay của mùi mùi quẹt vô mặt sư phụ à, rồi nó giờ nó bỏ lên trên đó để mà nó xuyên tạc, nó chửi. Nó thấy ma quỷ nó làm những cái trò bỉ ổi như vậy, có ngon á tụi mày đứng trước mặt nè, có ngon á là cao gì cái đám Long Hoa Mặt Tạng á đứng trước mặt nè nói chuyện, có ngon á những cái đứa mà đệ tử vô minh á nói cái gì phải rõ ràng cái đó, chứ còn cái nói cái chuyện đó ai, nó chỉ làm cho nó chỉ sàng lọc những cái hàng đệ tử mà gọi là không có trí tuệ vô minh thì mình đã nói không hiểu, gọi là sư phụ dạy hoài mà không có nên người đó, không có hiểu được cái gì á, rồi cái chạy theo bài đàn là bị tụi nó xỏ mũi, nó chỉ dụ được cái hàng đó thôi, còn mấy cái hàng mà tự đốt đốt đi tự thông minh như mấy đứa con sức mấy bị dụ, cho nên chỉ có vài đứa bị thôi, tổng cộng lại không có tới, ngồi điếm đi có 5-10 đứa bị, chứ bộ có 7-8 nghìn đệ tử ở hải ngoại, Việt Nam mấy chục triệu người, mà những cái đứa này tại sao phải thương nó, vì một đứa đệ tử cũng giống như con, có con trong gia đình 10 đứa, một đứa bị bệnh cha mẹ thương đứa nào nhất, còn 12 đứa 11 đứa khỏe, con nghĩ cha mẹ thường đưa thương đứa nào nhất, thì sư phụ thương tụi nó nhất, không phải thương mấy đứa con đâu, thương thằng Tiến nhất luôn á, thương con Trinh nhất luôn á, thương đứa nào chửi sư phụ nhiều nhất á. Đó là lòng của sư phụ là thật á, không phải nói mà kiểu vậy đâu, còn mấy đứa con mạnh khỏe dù đâu cần gì phải lo, hiểu rồi đâu cần gì phải sợ đi lạc đường, thả ra đi đại học và muốn học tiểu bang nào học, đâu có sợ mấy con ăn chơi hay hút sách hay nhảy đầm gì đâu, còn mấy đứa đó mình phải lo nó là gì, cái trí của nó cần phải rửa cho sạch những cái ô trượt trong cái đầu của nó ra. Nên hôm nay thuộc tuyên bố tất cả họ thiên nhân thế giới, những đứa nào không có được comment, không nói qua nói lại với những đứa mà đang bị trúng bùa, trúng ngải của anh Bắc, cứ để im cho nó, rồi từ từ nó mới khơ, nó mới nguội xuống. Còn mấy đứa con mà nói cái đó ra, nhưng mà tạo điều kiện cho tụi nó giống như thấy cục xương á, cả đám tụi nó tới để giành, để cắn, để cho nó không có cái gì để nó gặm, thì đúng, rồi từ từ sẽ dạy lại, rồi từ từ nó sẽ về lại, rồi lúc đó đó, ngồi nói chuyện lại, khi cái đầu nó clear đó, thì lúc đó sư phụ mới dùng thần thông, mới nhờ Xích Long, mới nhờ mấy vị mới cứu tụi nó. Còn mỗi một ngày mà nó còn sân si á, mấy vị cũng ghét lắm, cũng giống như ngàn qua sư phụ nhờ Xích Long, mấy con nghe đúng không, thưa Xích Long, ngày nên đi giải bùa giùm cho anh Thanh đi, giờ nó bị nặng quá, chồng nó cũng bị, hùng cũng bị luôn á, cái Xích Long ơi, nó còn đang sân dữ lắm, để tự nó giải nó đi. Cái mình tính nó là ôi sao xong ngày giải giùm cho, không tính được mà không có bay vô nhà nó giải giùm nó, tại nó không có đủ phước, con hiểu không? Ví dụ như con bị thì nãy con kể là mấy ngày con ngủ không được, giống như Hải vậy đó, nhưng mà con không có, con kèm chế được, tại vì cái sắc phàm mình á, nó có thân khẩu ý mình kèm chế được, tuy là con nghe và con thấy âm thanh của sư phụ con chịu nổi đúng không, tại nó có cái âm thanh mà cha mẹ cho gọi là có cái thần thông để mà giải trượt trên thế giới đó. Bất cứ ai trên thế giới mà bị trúng bùa trúng ngải, chỉ nghe tiếng sư phụ sẽ hết đó. Ca càng hết nữa, rồi đọc kinh thì khỏi nói rồi, sư phụ có mấy clip đọc kinh không có giỏi bằng Mỹ Tiên, nhưng mà sư phụ cũng có lăng nghiêm trên đó. Còn ca, nghe sư phụ ca cũng là giải bùa giải ngải luôn á, có gì nói thể âm thanh ra vô cái lỗ nhĩ mà của thiên tử là điều là giải trừ hết, nhưng mà con kiềm chế được. Còn có những lúc nó không có kiềm chế được, tại vì cái năng lực của nó yếu á. Nói như là Phật, nãy giờ nói chuyện cũng tới giờ đó bụng, sáng ăn có chút xôi, giờ đó bụng. Thôi giờ đi ra Beo Le chơi, mấy thầy trò bữa nay rảnh lắm, đi dạo phố rồi đi Beo Le rồi chơi, đúng không? Mưa đó sư phụ, không ăn Beo Le mưa.
đâu có sao đâu, mình đi trên xe rồi mình vô quán rồi mà, vô mấy cái mò là mà lo gì mưa, chú thích mưa vậy nè, nó mát. Ngày an lành, tháo thời đều an lành, tất cả chúng sanh đều an lành, tất cả họ thiên đều an lành, Nam Mô A Di Đà Phật.